tất cả đều nhuyễn mịn, không bị vón cục. Máy xay thịt đa năng Uni UE228. Sử dụng đơn giản, chất liệu an toàn. Lưỡi dao Double S 2 tầng cực sắc bén. Công suất xay 300W, xử lý được mọi loại nguyên liệu. Xay thịt, xay rau củ, xay khô. Bóc tỏi. Tất cả đều nhuyễn mịn, không bị vón.